Xin chào tất cả quý ông bà và anh chị em, con là Linh Mục An Bình. Xin được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, hôm nay rất là vui quý vị ơi. Hôm nay thì tại studio chúng con có một nhóm Thánh Ca mới đến từ Orion. Em chào quý anh chị. Con chào cha. Vâng, thì chắc lời đầu tiên thì khán giả chưa biết mình là ai nên mời chị giới thiệu. Dạ vâng. Dạ thưa cha, cùng quý khán giả, con tên là Bích Thảo, con đến từ Portland, Oregon. Chào cha và chào quý thính giả, con là Mai Phương, cũng đến từ Portland, Oregon. Con chào quý khán giả và con chào cha, con là Trần Đình, đến từ Oregon. Và một người đánh đàn guitar ngày hôm nay đó là anh Khoa, và ông anh Khoa rồi đã có Khôi đánh keyboard ở đây nữa. Thì kính thưa quý vị, một chương trình ngày hôm nay thì hy vọng chúng ta nghe được những giọng ca mới. Thì không biết là tại sao quý anh chị lại biết được chương trình của Lời Con Muốn Nói, mời chị. Thưa cha, tháng 4 vừa qua con có dịp đi tĩnh tâm với đài radio Lòng Chúa Thương Xót tại tiểu bang Arkansas. Thì trong cái buổi tĩnh tâm đó, chúng con có một buổi ca nguyện tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót. Và sau khi con về, thật sự con đã lướt mạng thì con đã thấy cái chương trình này. Thì xin bí mật với bật mí với quý vị là con nói với Chúa như thế này nè: Chúa ơi, chương trình này á hay quá à. Nếu mà Chúa muốn con hiện diện ở đó đó, con sẽ hiện diện. Và con đã cầu nguyện, và với ơn Chúa Thánh Thần soi sáng thì Chúa đã đốt lửa mến trong con. Con dâng lời nguyện đó và con mồi lửa cho các anh chị này, và phép lạ đã xảy ra. Wow, cảm ơn quý anh chị và cũng cảm ơn Chúa Thánh Thần luôn. Tại vì chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói thì được bắt đầu, được sinh ra từ thời Covid. Là lúc đó là mọi người không có ai làm việc được, không có giao tiếp với nhau được. Thì em mới mời một ca đoàn, nói là bây giờ chúng ta mở ra một cái chương trình Thánh Ca để mời mọi người cầu nguyện. Và từ đó chương trình được lớn mạnh, và cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương chúng con và ủng hộ chúng con trong suốt 3 năm qua. Em mời chị Mai Phương có một lời nào chia sẻ là khi mà chị hát Thánh Ca thì chị cảm nhận như thế nào thưa chị? Dạ thưa cha, thì con hát không hay nhưng mà lại hay hát. Từ lúc mà con được vinh dự nhận vào làm việc với đài radio Lòng Chúa Thương Xót với Linh Hướng là cha Quang và chị Chi ở Arkansas, thì mới ban đầu thì con chỉ đọc kinh cho đài thôi. Rồi sau đó thì chị cho con những cái assignment để hát những cái bài hát nhỏ, thì con cũng hát cho đài. Và từ đó con cảm thấy là khi mà con hát thì con có cái cảm tình của con, cái lời cầu nguyện của con nó sốt sắng hơn, cho nên con thích hát hơn là đọc kinh. Hát là cầu nguyện hai lần đó chị. Và người kế đến thì quý vị biết là anh Trần Đình, thì không biết là anh có biết không, nhưng mà em coi video của anh trên YouTube, anh có một giọng hát rất là hay. Thì em biết là, không biết là anh hát nhạc Thánh Ca từ bao lâu rồi thưa anh? Kính thưa cha, con hát nhạc Thánh Ca thì ít nhất cũng phải là 30 năm rồi. Hồi xưa thì con có thâu những cái CD của thầy Đinh Thiện Bản từ hồi ở Việt Nam. Nhưng bây giờ qua đây rồi thì con được tham gia ca đoàn cũng như là hát Thánh Ca, thì đó là niềm yêu thích của con. Vâng, vậy thì để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng con mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Hãy Chiếu Soi, sáng tác nhạc của Francisco, và phần introduction đã được soạn bởi nhóm Nguyễn Ca. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Nguyện Chúa Thánh Linh hãy chiếu soi sâu thẳm vào hồn con. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. Xin đưa bước con về tìm chân lý hướng đạo.
đông chiếu soi. Tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa diệu đưa. Xin cho mãi một đời lời thương mến bừng trong trái tim. Tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn, thăm bình an. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. Xin cho bước chân người dù gian khó được đi đến nơi, đời heo hắt không ngừng lên tiếng hát, đời an vui luôn tựa nương tình Ngài khắp ngàn nơi. Xin soi sáng trong hồn lời chân chính lòng không dối gian, để tiếng nói loan truyền ơn cứu rỗi, để đôi tay đưa tìm trao cuộc đời tiếng cười vui. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. Nguyện Chúa Thánh Linh hãy chiếu soi, chiếu soi sâu thẳm vào hồn con. Nguyện Chúa Thánh Linh hãy chiếu soi sâu thẳm vào hồn con. Wow, một bài hát thật là tuyệt vời, và quý anh chị hát thật là tuyệt vời. Em nghe mà quý anh chị hát là kể như là muốn hòa theo luôn, thật là tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Vâng. À, thưa chị thì bây giờ là quý anh chị từ Oregon đến thì chắc bây giờ là chắc là lá bắt đầu mùa thu rồi phải không chị nhỉ? Dạ, rất là đẹp thưa cha. Và lá vàng như vậy là chắc mình tạo cho mình một cái không gian, không khí rất là dễ cầu nguyện phải không chị Mai Phương? Dạ đúng vậy cha. Thường thường ngày weekend con hay đi ra để đi bộ ngắm những hàng lá xanh, và trong lúc đó thì đọc kinh hoặc là hát một mình. Anh thì anh Trần Đình, là khi mà em biết là chắc bên đó thì cộng đoàn Việt Nam ở chúng ta như thế nào và giáo xứ sinh hoạt như thế nào, anh có thể chia sẻ một chút xíu? Con thì tham gia ca đoàn Cecilia của cộng đoàn Andre Dũng Lạc. Thì bây giờ là mùa thu rồi thì lá cũng vàng rơi rồi đó. À, nhạc của tụi con hát cũng êm dịu lại, không có sôi động nữa. Dạ vâng. Em biết là hai chị làm trong đài radio Lòng Chúa Thương Xót, thì hai chị là em nghĩ là chắc sẽ cảm nghiệm được cái tình thương của Chúa rất là nhiều. Hai chị có thể chia sẻ là một trong những kỷ niệm mà mình cảm nhận được tình thương của Chúa như thế nào không thưa hai chị? Dạ thưa cha, con được hân hạnh giúp với đài radio được hơn 3 năm. Thì mới ban đầu con không có biết radio là như thế nào. Con cứ nghĩ là ô mình lên đó mình đọc bài thôi, chị giao bài nào thì đọc bài đó. Nhưng mà khi mà con được giao những câu chuyện về các thánh, nhất là các thánh tử đạo Việt Nam, thì không thể nào mà con không cầm nước mắt được. Thấy những cái gương anh dũng của các vị tử đạo ngày xưa, mình ở bây giờ thì quá là sung sướng, được giữ đạo rất là thoải mái. Mà tại sao nhiều khi mình còn khô khan nguội lạnh? Mà đó là những cái đánh động nhờ con được đọc những chuyện đó. Và hy vọng các khán giả nghe đài radio Lòng Chúa Thương Xót sẽ nghe những được câu chuyện, rất nhiều câu chuyện, hy vọng sẽ đánh động khán giả và mọi người để trở nên tốt hơn. Thưa cha, thì con rất là cảm ơn đài radio Lòng Chúa Thương Xót đã cho con cơ hội được phục vụ âm thầm. Kỷ niệm mà con có là
tụi con mặc dù không có professional đâu, không có phòng thâu rất là hoành tráng như những người khác. Tụi con chỉ vô một phòng nhỏ, con hay đặt tượng Đức Mẹ, rồi tượng chịu nạn trước con, rồi cầu nguyện và đọc. Thì cái một điều mà con cảm nghiệm là từ đó nhờ con đọc kinh Lạy Nữ Vương, nhưng con không bao giờ biết nguồn gốc về kinh Lạy Nữ Vương. Thì một bài mà chị biên tập cho con là về nguồn gốc kinh Lạy Nữ Vương, là Đức Mẹ hiện ra với một cậu bé, và cậu bé đó đã xin Đức Mẹ, và cậu bé đó là tàn tật, thì Đức Mẹ đã cho cậu bé rất là thông minh, và từ đó là cậu loan truyền lòng Chúa thương xót qua những cái biến cố như vậy. Tuyệt vời quá, và em nghĩ là qua những giây phút đó thì chúng ta có những tâm tình, phải không? Cũng như là một cái tâm sự để chúng ta dâng lên Chúa. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, hai bài hát được nhóm chọn ngày hôm nay để làm một cái liên khúc tâm sự với Chúa, đó là nhạc phẩm Tình Yêu Chúa Hỡi, sáng tác nhà của Phùng Minh Mẫn. Và bài thứ hai là Để Con Nên Hình Bóng Ngài, sáng tác nhà của Lê Đức Cường. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Đi hoài đi mãi giữa nhân gian, còn tìm nguồn an vui phận người. Lắm lúc chơi vơi đã muốn buông xuôi theo dòng trôi, vì đã bao lần bội phán trái tim lạnh lùng. Buồn chán tình yêu Chúa ơi, linh hồn con đau dạ rời. Xin Ngài hãy đến bên con, nay đường chân con đã mòn. Dẫu lúc sóng gió có Chúa nâng niu, vỗ về luôn. Khi gót chân này rời rã bước đi âm thầm, buồn bã tình yêu Chúa ơi, nâng hồn con lên. Chân con lê bước nhọc nhằn, lắm lúc trách móc Chúa hỡi quên con sao lặng thinh. Vì đã phai rồi lòng mến, đứng trông cậy Ngài mòn mỏi, niềm tin heo úa, con đành tâm xa lìa Ngài. Ngài đừng lánh xa con, xin đừng buồn con yếu hèn. Những lúc sóng gió búa lấy thân con nhờ ai? Lòng Chúa nhân từ còn mãi, sẽ không quên người lầm lối. Tình yêu Chúa ơi, nâng hồn con lên. Chờ đón ai đang lạc bước, tình Ngài dịu êm với những ai nặng gánh mang. Bao sầu lo nguyện Ngài dù thương, xây ấm tâm hồn xa băng. Trong mù tối Chúa ơi, xin tình yêu dẫn con về. Trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt tự nhiên, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ sống đời yêu mến.
với con, Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt tự nhiên, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người, để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Giờ đây con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Tình Chúa hai nhạc phẩm rất là tuyệt vời và hai chị hát là tuyệt vời luôn. Quý vị, bài hát thứ nhất là Tình yêu Chúa hỡi của Phùng Minh Mẫn và bài thứ hai là Để con nên hình bóng Ngài của Lê Đức Hùng. Thì hai chị hát rồi, bây giờ phải qua anh Trần Đình. Hai anh Trần Đình, khi mà anh nghe hai chị là cũng như là có thể là hai học trò của anh không? Thấy hai chị hát như thế nào thưa anh? hai chị Phương và Bích Thảo hát thật tuyệt vời. Cha thấy là khi mà hai chị hát, con cũng nhún nhảy, theo. Có nghĩa là con cũng hòa điệu theo. Mặc dù con hát nhưng mà cũng hòa tâm hồn theo các chị. Theo em biết là ngoài cái việc là hát thánh ca, một ca sĩ, anh còn là một giảng viên về thánh nhạc phải không anh? Vâng. Thưa cha, thì con tốt nghiệp ở Chủ Quốc gia âm nhạc năm 1996. Thì qua Mỹ này năm 2000, rồi con lại học lại âm nhạc ở đây, do đó thì con hiện thời giờ con vẫn có những cái studio để con dạy thanh nhạc và piano. Ok, vậy chắc em phải đến lớp của anh học mấy lớp để có thể là hát hay hơn. Con xin mời cha lên Oregon. Dạ vâng. Thưa anh thì là một ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ hát về thánh nhạc và một là người thầy nữa, thì những cái điều kiện nào để mà mình hát thánh nhạc hay hơn anh? Anh có thể cho ý kiến để cho tất cả những quý vị nghe có thể học hỏi. Dạ vâng. Theo cái kinh nghiệm của con, thưa cha, thì là trước khi hát thì con phải tìm hiểu cái bài đó, xong rồi con phải đọc tới đọc lui cái lời, rồi thêm một phần nữa là con phải thích cái giai điệu đó, nó đúng cái tâm hồn cũng như là cái kiểu cách của mình, thì mình sẽ hát nó bộc lộ ra hơn. Rồi cuối cùng là cái tâm tình của mình thì là phải chuyển tải cái lời hát của mình đến khán giả thật là trau chuốt và thật là với tinh thần cầu nguyện cao, thì con nghĩ là cái bài hát nó sẽ nhập hơn, hay hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thầy ca sĩ hát cho chúng ta nghe nha quý vị. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm rất là tuyệt vời, Chúa biết con cần Chúa, sáng tác nhạc của Linh Mục Huy Hoàng, sẽ được trình bày qua giọng hát cũng như là ca sĩ cũng như là thầy Trần Đình sau đây. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Một phút giây thôi, nếu đời con vắng Ngài là một phút giây con sống lạc loài, như dòng sông khô cạn nguồn nước, tựa trời cao mất hết trăng sao. Một phút giây thôi,
đời con xa tình Ngài, là một phút giây con chìm trong bóng tối, đường trần gian buồn đau giăng đầy, từng ngày sống là kiếp đọa đầy. Chúa biết con luôn cần Chúa, như cánh diều cần gió để bay lượn, như tuổi đời cần có ngày tháng năm, như chim kia cần cánh để bay lên. Chúa biết con luôn cần Chúa, vì con đây đường dẫn hình ảnh Ngài, nên hồn con luôn khát vọng khôn nguôi, cho đến khi con gặp được chính Ngài. Một phút giây thôi, nếu đời con vắng Ngài, thì tình thế gian lên tiếng gọi mời, con làm sao vững lòng từ chối, niềm cậy tin mến Chúa không vơi. Một phút giây thôi, đời con xa tình Ngài, chuyện đời thế gian luôn làm con bối rối, việc nhỏ nhen chân thế mỗi ngày lại dìm con vào chốn tù đầy. Chúa biết con luôn cần Chúa, như cánh diều cần gió để bay lượn, như tuổi đời cần có ngày tháng năm, như chim kia cần cánh để bay lên. Chúa biết con luôn cần Chúa, vì con đây đường giống hình ảnh Ngài, nên hồn con luôn khát vọng khôn nguôi, cho đến khi con gặp được chính Ngài. Một phút giây con sống tệ hại, ân tình cha chi lòng chẳng nhớ, để chạy theo bóng tối u nhớ. Một phút giây thôi, đời con xa tình Ngài, là đời sống con không còn đường đi tới, và hồn con màu hoang sa mạc, từng nhịp bước là những lầm lạc. Chúa biết con luôn cần Chúa, như cánh diều cần gió để bay lượn, như tuổi đời cần có ngày tháng năm, như chim kia cần cánh để bay lên. Chúa biết con luôn cần Chúa, vì con đây đường giống hình ảnh Ngài, hồn con luôn khát vọng khôn nguôi, cho đến khi con gặp được chính Ngài. Chúa biết con luôn cần Chúa, vì con đây đường dẫn hình ảnh Ngài, nên hồn con luôn khát vọng khôn nguôi, cho đến khi con gặp đường chính Ngài. Chúa biết con cần Chúa, một nhạc phẩm rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh. Một anh hát hay quá. Hôm nay thì hồi nãy thì khi mà hai chị hát ấy, thì anh sẽ là người cho ý kiến. Bây giờ khi mà anh hát thì hai chị cho ý kiến là nghe thầy của mình hay là anh trưởng hát như thế nào? Em mời hai chị. Dạ vâng.
Xin đọc trước đây. Dạ vâng. Dạ thưa cha, thì tụi con cũng nghe anh Trần Đình hát rất nhiều ở nhà thờ trong ca đoàn, mà hôm nay con thấy anh rất là có hồn. Dạ con cũng vậy. Con thấy anh hát rất hay hôm nay thưa cha. Dạ. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Thưa anh Trần Đình, là khi mà anh tham gia ca đoàn, là trưởng ca đoàn, là những người tập cho những ca viên, thì không biết là cái sinh hoạt của ca đoàn bên đó như thế nào thưa anh? Thưa cha và toàn thể quý vị, ca đoàn chúng con thì khoảng 40 người, thì cứ mỗi tuần thứ ba buổi chiều chúng con tập hát từ 7:30, rồi tới Chủ nhật thì chúng con hát lễ. Có tuần thì hát 9:30 sáng, có tuần thì hát 11:30 sáng. Mình xoay tua với nhau. Lúc thì bởi vì cộng đoàn con có 3 ca đoàn, ca đoàn Cecilia, ca đoàn Teresa và ca đoàn thiếu nhi, thì là mà có 2 thánh lễ thôi, do đó có tuần con được nghỉ, do đó tuần này được nghỉ, do đó con được đi chơi, con được xuống Cali thăm cha. Cảm ơn quý anh chị. Vậy là anh là ca trưởng luôn một trong những trong 3 ca đoàn, là anh là ca trưởng hết luôn hay là chỉ một ca trưởng trong một ca đoàn thôi? Chỉ trách nhiệm một ca đoàn thôi, ca đoàn Cecilia. Vâng. Thưa hai chị, thường thường mình nói về ca trưởng mình nói xấu ca trưởng chút xíu. Thường thường ca trưởng thì khó tính lắm, kể như là bắt hát phải đúng nhịp này, rồi đúng chữ này, rồi cắt quãng phải làm sao. Thì quý chị là trong ca đoàn Cecilia thì quý anh chị thấy là ca trưởng như này thì như thế nào? Anh có khó tính không? Dạ thưa cha, tụi con ở ca đoàn Teresa. Vâng, nhưng mà tụi con vẫn sinh hoạt chung, hai ca đoàn thỉnh thoảng hát chung với nhau trong dịp lễ tạ ơn. Anh Đình là người hiền nhất trên cuộc đời này trong tất cả các ca trưởng. Cho nên mọi ca viên đều thương yêu cha lắm. Thương yêu anh lắm cha. Rồi. Thưa cha, con là cựu ca viên 28 năm trong ca đoàn Thánh Linh thuộc giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Và gần đây thì con đi nhà thờ gần hơn, cho nên mới tiếp xúc và nói chuyện nhiều với anh Trần Đình và chị Mai Phương. Và con đang góp tiếng hát của con trong ca đoàn Teresa, cũng trong cộng đoàn Thánh Anh Rê Dũng Lạc. Thì ca trưởng cũng tùy ca trưởng, trai cũng có những lúc khó thì cũng có những lúc rất là vui vẻ, vì nếu mà không có hòa khí đó thì chắc ca viên không đi tập hát đâu. Bây giờ thì mình quay qua ca trưởng. Thưa anh ca trưởng, thì để tập hát thì làm sao mình giúp cho ca viên là có cái tinh thần hát thánh ca rất là sốt sắng và phải hay nữa? Tại vì khi mà mình hát hay á thì mình mới nâng tâm hồn mọi người lên với Thiên Chúa, vào mà hát mà kiểu như là bị bẻ hay là sai thì nhiều khi nó distract, nó làm phá cái không khí cầu nguyện đi. Thì anh là trong vai trò của một người ca trưởng thì cái điều gì đối quan trọng đối với anh thưa anh? Thưa cha, đối với con là cái điều quan trọng mà để làm cho các anh chị em hát đều và nâng tâm hồn lên với Chúa hơn, trước nhất thì anh chị em phải có một cái giọng hát tương đối là chuẩn. Do đó khi mỗi một buổi tập hát thì con cũng luyện thanh cho anh chị em, để cho mọi người có được cái range, cái âm vực nó rộng và thoải mái hơn thì mình sẽ hát dễ hơn. Sau đó thì chúng ta bắt đầu qua lời thánh ca. Thì khi mà tập hát thì con cũng cố gắng tập từng câu, nhưng mà không có quá khó đâu. Con tập rất là dễ dãi, thì tập mà nghe, mình nghe chỗ nào mà quá là cần phải chỉnh chu thì là mình tập trung vô, còn không có thì mình cứ để lướt qua. Nhưng mà nội dung cái bài, nguyên một cái bài tập hát thì con phải có phân ra, rồi chỗ nào lấy hơi, chỗ này kia, để cho mọi người theo dõi cho nó dễ và hát sẽ hay hơn khi mà đúng cái technique về hát. Cảm ơn anh chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu, và hy vọng là tất cả quý vị đây thì khi mà chúng ta nghe thánh nhạc thì ước mong của chúng con là dìu quý vị cũng như là đồng hành với quý vị để chúng ta cầu nguyện lên Thiên Chúa và Đức Mẹ. Và kính thưa quý vị cũng như là quý anh chị, thì tuần này là chúng ta đóng lại tháng Mân Côi. Thì chúng ta biết là Đức Mẹ là con đường dẫn chúng ta đến Thiên Chúa. Đức Mẹ sẽ an ủi, chở che cũng như là hộ phù cho chúng ta trên con đường theo Chúa. Vậy thì cái bài hát mà để khép lại chương trình cho ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Vòng Hoa Dâng Mẹ, sáng tác nhạc của Francisco. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Mùa
một vòng hoa quý, dâng mẹ một vòng hoa tươi, dâng mẹ chàng hạt mân côi, dâng lên mẹ chàng hạt mân côi. Bằng tình mẹ bao la, biết trong tim mẹ người sáng nghìn mặt trời, sưởi ấm từng phận người, đổi mới biết bao niềm vui. Dâng hoa nắng sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa xa danh mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa thiên chiều mê, xin hãy thơm hương lòng con cho bên nơi gương mẹ luôn. Ngọt ngào như suối, êm đềm dịu nhẹ như sương, muôn đời lòng mẹ yêu thương. Xác nhiều tội tình, lòng mến hoài bạc tình, mẹ thắp sáng như bình minh. Miệt mài năm tháng, dâng mẹ cuộc đời hôm nay, dâng mẹ cuộc đời hôm mai, dâng lên mẹ cuộc đời tương lai. Cất trong tay mẹ ngày tháng nhiều muôn phiền, được sống gần mẹ hiền là có sương vui triền miên. Dâng hoa năm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa gió vẫn thua xa danh mẹ. Ôi Maria, thơm hương lòng con cho biết nơi gương mẹ luôn. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, ngự khiêm nhường cần lao nhân hậu công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Chúng con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, Người là Cha Thánh yêu thương giàu lòng nhân hậu, danh Người dạng người tỏa lan đến khắp năm châu, hương thơm thánh thiện tỏa bay ly khắp hoàn cầu. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, ngưỡng khiêm nhường cần lao nhân hậu công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Chúng con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, Người được Thiên Chúa yêu thương trọn gói giữa đời, dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban, muôn muôn thế hệ ngợi khen Thiên Chúa uy linh. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, hương khiêm nhường cần lao nhân hậu công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Vâng, kính thưa quý vị, hai nhạc phẩm rất là hay, Vòng Hoa Dâng Mẹ và Ca Ngợi Thánh Giuse. Thì không biết là quý chị, quý anh ở đây là khi mà mình hát bài về Đức Mẹ, về Thánh Giuse đó, thì mình có nhận được hay là hay mình có mình học được một cái tính gì của Đức Mẹ hay Thánh Giuse không? Em mời từ chị trước. Dạ, thưa cha,
con rất thích tánh khiêm nhường, con muốn học tánh khiêm nhường nề Đức Mẹ. Em mời chị. Dạ, con thích Thánh Giuse, người sao mà ẩn dật và ít nói. Con hy vọng là con cũng như vậy. Okay. Dạ, con thích cái lời ca trong bài hát Đức Mẹ và con luôn xin vâng. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý anh chị rất là nhiều đã đến từ Oregon đến đây để hợp với chương trình Lời Con Muốn Nói để dâng lên Chúa, dâng lên Đức Mẹ những lời kinh và hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài nhé. Và em cũng cảm ơn hai đàn sĩ là anh Khoa và Khôi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Một lần nữa thì chúng con xin được kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em có một ngày, một tuần và mãi mãi được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Thank you and God bless you next time.